Gia đình giáo sư Đặng Thái Mai không chỉ nổi tiếng là một gia đình trí thức đáng kính trọng, với 6 người con, 5 gái một trai, tất cả đều là trí thức được vị nể, yêu kính cả về tài năng và nhân cách. Hầu hết là giảng viên, phó giáo sư, tiến sĩ. Điều rất đặc biệt là ba ái nữ của giáo sư Đặng Thái Mai là Đặng Bích Hà, Đặng Thi Hạnh, Đặng Anh Đào đều kết hôn với ba vị tướng của quân đội nhân dân Việt Nam là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư và trung tướng Phạm Hồng Sơn, người con gái cả là Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Bích Hà, sinh năm 1928, kết hôn với đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1946. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, mất ngày 4 tháng 10 năm 2013. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Vốn là bạn vong niên với giáo sư Đặng Thái Mai, nên anh Văn, biệt danh của tướng Giáp, trước khi kết hôn với chị Hà, đã biết và gắn bó với cô bé thông minh từ thổi nhi đồng. Lớn lên, lại hướng dẫn cô học và đọc sách. Tình yêu đến tự nhiên vào một đám cưới giản dị đã được tổ chức chỉ ba tuần trước ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946. Những người biết bà, các học trò của bà đều khâm phục phẩm cách của người phụ nữ này là phu nhân của đại tướng. Cả đời, bà vẫn là người phụ nữ thầm lặng, làm hậu phương vững chắc cho người chồng kiệt xuất lừng lẫy của mình. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Anh sinh năm 1930, là một chuyên gia rất giỏi về văn học phương Tây, đặc biệt là văn chương Pháp. Bà kết hôn với Trung tướng Phạm Hồng Cư năm 1954. Phạm Hồng Cư, tên thật là Lê Đỗ Nguyên, sinh năm 1926, quê ở Đông Cương, Đông Sơn, Thanh Hóa. Nguyên là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông chính là một trong ba người anh trong câu thơ nàng có ba người anh đi bộ đội của nhân vật nữ Lê Đỗ Thị Ninh trong bài thơ Màu tím hoa sim nổi tiếng của nhà thơ Hữu Loan. Năm 1954, sau chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Phạm Hồng Cư đã kết hôn với Đặng Thị Hạnh. Cùng năm đó, cô em gái bà là Đặng Anh Đào cũng kết hôn với tướng Phạm Hồng Sơn. Trung tướng Hồng Sơn vốn là một chàng sinh viên trường luật xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu. Ông tên thật là Phạm Thành Chính, sinh năm 1923 tại Nghệ An. Đám cưới của họ được tổ chức tại Thanh Hóa, nơi gia đình giáo sư Đặng Thái Mai đang sơ tán. Năm 1954, Trung tướng Hồng Sơn lúc ấy là chỉ huy trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308. Nhận được thông báo phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới nên Phạm Hồng Sơn cấp tốc xin phép nghỉ một tuần để về Nghệ An thăm gia đình giáo sư Đặng Thái Mai. Mà trước đây, người chị gái đã dẫn ông đến thăm nhà giáo sư. Dương May khi đến Thanh Hóa thì gặp anh Đào đang đi chợ. Nhờ vậy, ông mới biết gia đình giáo sư Đặng Thái Mai đang sơ tán ở Thanh Hóa. Ông và anh Đào đã tổ chức một lễ cưới tốc hành thời chiến với kẹo và nước chè cùng đều nhảy sòn la sòn với đội thiếu nhi dưới ánh đèn dầu hỏa. Phạm Hồng Sơn là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm giáo sư, Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng. Ông có người chú ruột rất nổi tiếng đó là chiến sĩ cách mạng Phạm Hồng Thái. Có thể nói, giáo sư Đặng Thái Mai là ông bố đáng kính nhất Việt Nam, vì có đến 6 người con đều là trí thức có học hàm học vị cao, và cũng là ông bố vợ đáng nể nhất Việt Nam vì có đến 3 con rể là tướng tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam.